Chào anh em nha, chào anh em đã quay trở lại với clip của mình. Mình tên là Tiến. Hôm nay thì mình giới thiệu với anh em mình một số mẫu súng bắn đạn cao su trong phân khúc cao cấp mà bên shop mình hiện tại là đang có nè. Có mấy dòng súng bắn đạn cao su. Thì đây là con Glock 19C, anh em thấy không? Nguyên một cái màu full đen hết. Glock 19C là nói chung là không có còn chê gì về cái con hàng này nữa rồi. Tiếp theo thì mình có con Blow. Anh em nhìn thấy không? Blow TR14 Auto. Đấy, con này là mình cũng mới nhập về luôn, thực sự nó cũng rất là đẹp, cái kiểu dáng nó độc lạ lắm đây. TR14. Đấy, nhìn thấy nó kiểu nó rất là ngầu, kiểu nó lạ nữa. Cái con này mình mới về nè. Thì nó cũng có chức năng là khóa an toàn rồi tự động các kiểu. Nói chung xài cũng ok. Đây, súng Blow TR14 Auto nha. Anh em nào thích thì nhớ cái tên của cái con hàng giúp mình nha. Khi anh em hỏi mà những cái hàng đó thì mình còn này hết thì mình báo với anh em luôn nha. Đấy. Mấy hôm nay bệnh ho. Thì mình cố gắng mình làm clip nha. Còn đây là con M1911 màu đen. Đấy, M911 nè. Anh em nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây, băng 14 viên các kiểu. Cầm thì rất là chắc tay, toàn bộ full kim loại hết, xài là ok rồi. Đó. M1911. Rồi tiếp theo cũng là một con M1911 nữa. Kimber. Màu bạc. Đấy. Cũng rất là đẹp luôn. Đó. Còn đây là cái con này là cái con mình mới về nè. Đấy, con hàng này là nó là cái kiểu nó là ghi tay á, nhưng mà là cái kiểu này mình cũng mới về luôn, nó hơi lạ ghi tay á. Anh em nào thích hàng độc lạ thì cứ nhắn tin cho mình nha, thì mình cũng có nhận order hàng cho tất cả anh em luôn đấy. Những cái hàng này anh em nhìn thấy con này thì nó cũng hơi to một tí xíu, hơi to, để hôm nào mình làm cái clip test thử cái con này xem nó như thế nào nha. Xem thử xem nó có ok không. Thì đây là con M1911 Kimber màu bạc đã mình giới thiệu rồi. Không còn bàn cãi gì với những dòng súng M1911 nữa. Con Kimber thì mình còn một con nữa. Con này là siêu phẩm nè, Yoyaki. Yoyaki đó. Đây là con 925 auto. Tự động bắn tạch auto hết nguyên một dãy là ga luôn. Cái chức năng đó thì nó, con này nó có hai băng luôn, một băng đạn ngắn và một băng đạn dài. Băng đạn dài nó tầm hai mấy viên á. Anh em thấy không, bắn một cái là ga hết luôn. Chơi những hầm hố phải chơi như thế chứ. Chơi như cái súng tiểu liên bắn một cái, một là ria, một cái một là ga hết đạn luôn anh em. Đấy, ghê gớm như vậy đó. Đấy, thì cũng hợp huyết đàng hoàng hết nha. Yoyaki đó, thì mà lấy cái này mình có theo hộp rồi tặng dầu máy rồi các kiểu luôn, nó theo nguyên một cái bộ như vậy á. Anh em nào ưng thì gọi điện trực tiếp cho Tiến nha, 0706222435. Rồi mình kết thúc cái video ở đây nha. Anh em nào ủng hộ thì cứ gọi điện cho Tiến nha. Rồi anh em xem video thì nhớ nhấn cho mình dùm một nút đăng ký kênh để và nhấn cái chuông kế bên để mình ra video thì anh em mình được thông báo và mình xem được những mẫu mã mới cập nhật luôn nha. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt tất cả anh em.